Vâng, xin chào tất cả các bạn và anh em đã theo dõi kênh truyền thông của Hoàng Long Thanh Số. Trong buổi sáng ngày mùng 2 tháng 9 hôm nay, anh em chúng tôi lại tiếp tục lên đường để đi phối ghép những bộ dàn karaoke cho tất cả các quý vị khách đặt hàng trong ngày mùng 2 tháng 9. Đầu tiên của buổi sáng ngày mùng 2 tháng 9 đó là anh Tùng ở tại thị xã Sơn Tây. Đó là một đôi loa G4000 và một cục đẩy X22 Pro, và kèm theo đó là một cặp mic không dây 321 và một sub Panther. Mà bộ combo thứ hai nữa là của anh Tuấn Ninh cũng ở thị xã Sơn Tây, đó là một combo VA12 Pro và một cục đẩy X23 Pro và một mic 321. Hai anh em chúng tôi lại xuất phát từ Hoàng Long Thanh Số đi để lắp ghép những bộ dàn karaoke trong ngày mùng 2 tháng 9 ngày hôm nay. Trong thời gian vừa qua đã ủng hộ Hoàng Long Thanh Số trong một ngày mùng lễ mùng 2 tháng 9 mạnh khỏe, an khang thịnh vượng. Rồi, xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Tôi đã tới tại khu 18KV 1186 khu đô thị Bus, phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây. Đây với các bạn, đây là khu biệt thự liền kề này. Anh em chúng tôi đã tới nơi để vào nhà anh Tùng chuẩn bị phối ghép cho anh một bộ dàn. Rồi xin mời tất cả các bạn và anh em đợi chút xíu để trải nghiệm cùng với anh em chúng tôi nhá. Đây nhà anh đây. Nhà anh vẫn chưa xong. Anh vẫn chưa xong nhà anh. Xong rồi. Em chào anh chị nhé. Lắp xong TV đấy. Đây nhà mình là khu anh tên gì nhỉ? Út. Anh tên là gì nhỉ? Tùng. À, anh Tùng. Và đây cho em lên thăm cái không gian của anh trước. Đây không gian nhà anh này, vừa mới sửa sang. Chưa xong. Vâng. Đây anh nhỉ. Không gian này rộng đấy anh ạ. Anh em chúng tôi đã set up xong một bộ dàn karaoke cho anh Tùng ở tại thị xã Sơn Tây. Đó là khu đô thị Woods. Đây, đó là cục đẩy X23 Pro này. Và kèm theo đó một tay mic 321 này, một đôi loa VA12 và một sub Panther này. Anh chắc phải tí nữa anh lắp nút đồ nhà. Rồi anh
đã không biết hay dần dần, còn nhiều điều chưa nói nhưng chẳng nên nói.